Xin giới thiệu thêm đến các bạn một cái mẫu bánh nữa là mẫu 25 x 8 trừ 12. Cái mẫu bánh này thì nó cũng giống như cái mẫu 25 nhân 10 trừ 12 đấy. Thế thì các cái thông số đường kính là 60, bản rộng 18 cm. Cái thằng này thì bản rộng nó có 18 thôi, trong khi cái loại kia là bản rộng 25 cm ấy. Cái loại 25 nhân 10 trừ 12 ấy, là rộng 25, còn thằng này 25 nhân 8 trừ 12 ấy, là bản rộng có 18 cm thôi. Gai thì vẫn giống cái bộ kia. Các bạn có thể mua theo bộ là hai cái nhỏ đằng trước mỏng, hai cái mỏng đằng trước và hai cái dày đằng sau. Vành thì vẫn là vành loại đắt tiền. Đấy. Thì các bạn kết hợp với này cái bánh kia nha, tí mình sẽ để link của cái bánh to ở trên cho các bạn xem. Thì các bạn kết hợp giữa hai cái mẫu bánh này, một là mua toàn bốn cái bé cũng được, hai là các bạn mua hai cái to hai cái bé, bên mình đều bán theo yêu cầu của khách hàng.